Còn trước đó thì người giữ vai trò huấn luyện viên trưởng của Ngân hàng Công Thương đó là ông Lê Văn Dũng. Ở Việt Nam thì rất khó có những hàng chắn có thể chắn được những pha đập bóng uy lực của Trần Thị Thanh Thúy. Một tình huống đập trên chắn của Thanh Thúy đi thẳng đi sâu về cuối sân của Ngân hàng Công Thương. Tình huống phát bóng của Phạm Thị Thắm. Trần Thị Thanh Thúy. Mười một chín cho VTV Bình Điền Long An. Đó là một tình huống phối hợp đánh chuyền dài của VTV Bình Điền Long An. Và có lẽ người được giao trọng trách đón bước 1 sẽ là Kim Liên. Và phối hợp không ăn ý giữa Thanh Thúy và Thu Hà. Kim Thanh. Nguyễn Thị Xuân. Đó là điểm cho VTV Bình Điền Long An 15-10. Ngân hàng Công Thương đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội được VTV Bình Điền Long An chiêu mộ ở mùa giải 2018. Còn Kim Thoa là chuyền hai đi lên từ đội trẻ. Một điểm nữa cho VTV Bình Điền Long An. 23-15. Một tình huống tổ chức chắn nhóm thành công của VTV Bình Điền Long An. Người vừa đập bóng không thắng được hàng chắn của đối phương đó là chủ công Đinh Thị Thúy. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 4-3. Pha ghi điểm của Trần Thị. Trần Thị Thanh Thúy. 5-4 cho VTV Bình Điền Long An. Ngân hàng Công Thương đang gặp rất nhiều khó khăn ở khâu bắt bước 1. Và lại thêm một điểm nữa cho VTV Bình Điền Long An 8-5. Hai đội sẽ rời sân để hội ý kỹ thuật, lần hội ý kỹ thuật thứ nhất của set 2. Đây sẽ là tình huống phát bóng của Đinh Thị Thúy.
điểm cho VTV Bình Điền Long An 16-15 và hai đội sẽ rời sân để hội ý kỹ thuật lần hội ý kỹ thuật thứ hai của set 2. Mười bảy mười lăm cho VTV Bình Điền Long An. Một pha bò nhỏ của Thanh Thụy. 18-17 cho VTV Bình Điền Long An. Chủ công Trần Thị Thanh Thúy đã trở lại sân. Đây đang là thời điểm quyết định của set đấu thứ hai. Và Bình Điền Long An cần những tình huống đập bóng của Thanh Thúy. Thanh Thúy. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 23-22. Đúng ra thì các cô gái Ngân hàng Công Thương có thể làm tốt hơn trong tình huống này. Đội bóng nào sẽ là đội ghi điểm sau 30 giây hội ý? Đinh Thị Thúy, Trần Thị Thanh Thúy, và đó là VTV Bình Điền Long An 24-24. Và bước 1 đã làm hại Ngân hàng Công Thương. 26-24, VTV Bình Điền Long An tiếp tục giành phần thắng ở set đấu thứ hai. Bước 1 không tốt của Ninh Anh. Bóng bật từ tay Ninh Anh ra sát lưới. Nguyễn Thị Xuân, Hà Thị Hoa và Phạm Thị Kim Huệ là những trụ cột đã mang về cho Ngân hàng Công Thương chức vô địch quốc gia. Tình huống đập bóng từ hàng sau của Thanh Thúy không quá mạnh, nhưng đó là một tình huống phòng thủ lỗi của libero Ninh Anh. Chung kết nữ của giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương, những khán đài đầy ắp khán giả được coi là một nét riêng của giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương. Trần Thị Thanh Thúy, và đập bóng rất mạnh của Thanh Thúy hướng thẳng vào người của Nguyễn Thị Xuân. 6-13 cho VTV Bình Điền Long An. Điểm cho VTV Bình Điền Long An 8-15. Một tình huống đập trên chắn của Trần Thị Thanh Thúy. Pha ghi điểm của Trần Thị Thanh Thúy 18-22.
Trần Thị Thanh Thúy. 20-22 cho VTV Bình Điền Long An. Ngân hàng Công Thương thay vận động viên. Lưu Thị Huệ rời sân và vào sân đó là Kim Huệ. Một sự thay phụ công. Một sự thay đổi phụ công của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Đinh Thị Thúy. Hai mươi một, 22 cho VTV Bình Điền Long An, vẫn là Trần Thị Thanh Thúy.